Xin chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu đi series ôn tập toán lớp 8. Cái dạng bài đầu tiên mà chúng ta làm quen đây đó là rút gọn biểu thức. Thì trước hết chúng ta nhắc lại một số cái kiến thức chuẩn bị. Thứ nhất là quy tắc nhân đơn thức với đơn thức. Thì chúng ta có quy tắc nhân các lũy thừa cùng một số x nhân x là x bình phương, x nhân x bình phương thì bằng x mũ 3, x nhân x mũ 3 bằng x mũ 4, tổng quát lên là x mũ m nhân x mũ n thì bằng x mũ m cộng n, ví dụ như là x mũ 4 nhân x mũ 9 là bao nhiêu nhỉ? X mũ 13, giỏi lắm. Ngoài ra chúng ta cần phải lưu ý là khi nhân hai đơn thức với nhau thì chúng ta nhân tích hai hệ số rồi nhân tích của hai lũy thừa của chúng. Rồi. Tiếp nữa là chúng ta phải lưu ý khi thực hiện phép nhân hai đơn thức với nhau là sử dụng quy tắc dấu cộng nhân với cộng là ra cộng, cộng nhân với trừ ra trừ, trừ nhân với cộng ra trừ, cộng trừ nhân trừ ra cộng. Tức là hai cái giống nhau về dấu thì nó nhân ra dấu cộng. Và hai cái khác nhau dấu ra dấu trừ. Thế cho nó dễ nhớ. Thế nghĩa là thế nào? Thế nghĩa là cộng nhân với cộng thì ra dấu gì? Dấu cộng. Thế trừ nhân với dấu trừ thì ra dấu gì? Đúng rồi. Cái trừ nhân dấu cộng là ra dấu gì? Rồi, tốt lắm. Tiếp tục. Khi chúng ta nhân đơn thức với đa thức thì chúng ta cần lưu ý như sau. Khi nhân đơn thức với đa thức thì ta nhân đơn thức đó với tất cả các đơn thức thành phần. Tức là các số hạng rồi cộng các tích này với nhau. Tất nhiên là cũng theo dấu. Minh họa cái trên theo quy tắc sau đây. Rồi, A nhân với B cộng C thì bằng A nhân B cộng A nhân C, tức là nhân A vào. Tương tự A nhân B trừ C thì bằng A nhân với B trừ A nhân C. A ở bên phải, B cộng với C nhân với A thì bằng B nhân A cộng C nhân A. B trừ C nhân A thì bằng B nhân A trừ C nhân A. Đúng rồi. Chúng ta sẽ nâng cao một chút nữa là nhân đa thức với đa thức. Thì quy tắc là như này, khi nhân hai đa thức thì chúng ta nhân tất cả các đơn thức thành phần số hạng của đa thức bên trái với các thành phần của đa thức bên phải rồi cộng các tích này với nhau. Rất dễ đúng không? Lấy ví dụ mình gọi là khi ta thực hiện phép nhân đa thức với đa thức sử dụng quy tắc sau. A nhân với B cộng A cộng với B nhân với C cộng D thì chúng ta giữ nguyên bên phải, chúng ta sẽ viết ra là A nhân C cộng D rồi cộng với B nhân C cộng D. Rồi sau này khi chúng ta quen chúng ta nhân luôn là A nhân C cộng A nhân D cộng B nhân C cộng B nhân D, tức là lấy A này. A nhân C cộng A nhân D là B nhân C cộng B nhân D. Rồi. Tiếp một cái chi tiết nhỏ nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó chính là quy tắc bình phương của một tích. Bình phương của một tích thì bằng tích các bình phương, rất dễ nhớ, tức là A nhân với B tất cả bình phương thì bằng A bình nhân B bình, đúng chưa nào? Cách nhớ nhanh của nó là bình phương của một tích các bình phương. Rồi. Tương tự như vậy bình phương của một thương, cho em đoán thử xem bình phương của một thương thế nào. Bình phương của một thương bình phương, nhưng mà tích thì có thể đổi vị trí nhưng mà thương không thể đổi vị trí được, đúng không? Rồi A chia B tất cả bình phương thì sẽ bằng A bình chia B bình, đúng rồi. Ngoài ra chúng ta cần phải lưu ý nữa là bảy hằng thứ đáng nhớ. Em còn nhớ bài hằng nhớ không? Nó không chỉ áp dụng trong chương trình lớp 8, lớp 9, lớp 10 mà cả lên cao, thậm chí lên trên đại học nhiều lúc chúng ta vẫn phải dùng bài hằng thứ đáng nhớ. Chúng ta đang thắc mắc tại sao áp dụng nhiều vậy hả? Đơn giản như này nhé. Ai cũng biết là 1 cộng 1 bằng 2 đúng không? Học từ bé đúng không? Thế sao đến bây giờ vẫn dùng? Đúng rồi, có những thứ chúng ta sẽ phải dùng nhiều và dùng mãi mãi. 1 cộng 1 bằng 2. Đương nhiên khi chúng ta đi chợ, chúng ta cộng tiền vẫn phải dùng suốt. Kể cả sau này chúng ta không học nữa, nó vẫn dùng. Đúng không nhỉ? Bảy hằng đứng thứ đáng nhớ thì như sau. Cái hằng đứng thức ở đây thầy giáo viết thứ tự là số đầu tiên trên cùng ấy, thì đánh số của thầy là 12. Thì là bình phương của một tổng thì bằng bình phương số thứ nhất cộng hai lần tích số nhất số thứ hai cộng bình phương số thứ hai. Rồi. Nếu như các em mà quên thì hôm nào xin mời xem lại series bài giảng
về cái bình bể hằng đang nhớ, còn hôm nay thì thầy chỉ điều nhanh nhé. Em nào vẫn chưa rõ thì chúng ta sẽ xem lại phần đó. Đấy, tổng lượng lập phương thì lập phương số nhất cộng 3 lần tích bình phương số nhất số 2 cộng bình phương số 2 3 lần tích số nhất bình phương số 2 cộng với lập phương số 2, vân vân. Em nhớ nhớ chưa nào? Rồi, nếu em nào vẫn chưa nhớ thì về tự viết ra, em tự viết ra xong bài của mình, sau đó xong rồi sau áp dụng thì nói lại chúng ta dễ nhớ hơn. Phần thứ hai là chúng ta sẽ xét ví dụ minh họa. Cái dạng bài đầu tiên đó là nhân đơn thức đa thức thực hiện phép tính sau, với trái là hãy trừ y nhân với 4x bình phương. Cái ngoặc thứ nhất là hãy trừ y nhân với 4x bình cộng 2x y cộng y bình phương. Rồi, thế thì một em rất học thuộc công thức. Chúng ta xem lại nha. Hai x trừ y. Rồi. Chúng ta cần thực hiện cái phép toán ở đây là trừ y nhân với 4x bình cộng 2x y cộng y bình phương, đúng không? Rồi, thế chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta thấy được rằng là cái bên trái của chúng ta nó có dạng là a trừ b. Đấy. Rồi bên phải thì 2x, ở bên trái là 2x nhé, bên phải là 4x bình. 4x bình chẳng qua là gì? 2x tất cả bình phương, đúng rồi. Thế cái tận cùng của nó là y bình phương. Y bình phương là gì? Là y tất cả bình phương. Như vậy cái bên trái này này là mình thấy này. Đấy. Thì nó chính là 2x, còn đây nó là 2x tất cả bình phương này. Thì tương tự như vậy cuối cùng thế. Thì ở giữa thì nó lại chính là 2x y ấy, thì lại là 2x nhân với y. Cho nên chúng ta có cách giải. Một bạn giải như sau. Một bạn bạn áp dụng công thức. Bạn sẽ viết ra thành là 2x trừ y nhân với 2x tất cả bình phương cộng 2x nhân với y cộng với y tất cả bình phương. Đáng nhẽ đóng ngoặc vuông nhưng mà thầy giáo đã lỗi cái bảng nên thầy giáo không sửa lại, đúng không? Thế thì nó ra là hiệu nhân với bình phương thiếu của tổng, đúng chưa nào? Áp dụng hàng điện tử đáng nhớ vào thì nó bằng lập phương số nhất 2x tất cả mũ 3 trừ đi y mũ 3. Thế nhưng mà lập phương của một tích thì bằng lại tích các lập phương, nó tương tự như bình phương 2 mũ 3. 2 mũ 3 là mấy đâu? 8. Như vậy kết quả sẽ là bằng 8 x mũ 3 trừ đi y mũ 3, đúng không? Giỏi, giỏi lắm. Đấy, nó cũng không khó khăn gì đúng không? Đây là cách thứ nhất áp dụng hàm tử đáng nhớ, được chưa? Rồi, thế nhưng mà một bạn thì bạn lại làm khác. Bạn ấy bảo rằng là bạn ấy không nhớ cái này, hay bạn là nhân tung rồi, thầy giáo viết lại nhé. 2x trừ y 4x bình phương cộng 2x y cộng y bình phương, bạn là nhân tung rồi. Lấy 2x nhân rồi,
2x nhân với 4x bình cộng 2x nhân với 2x y cộng 2x nhân y bình phương. Rồi, xong bạn lấy trừ y nhân vào nhé. Trừ y nhân với 4x bình rồi, cộng với 2x trừ đi y nhân với 2xy gọi trừ đi y nhân với y bình phương, đúng chưa nào? À, đấy bạn viết ra thì như vậy là nó bằng 2x nhân với 4x bình thì là bao nhiêu? 8x mũ 3, đúng rồi. 2x nhân với 2xy là gì? Cộng 4x bình y tiếp 2x y bình, đúng rồi. Thế còn cái thằng kia thì là trừ 4, để nó không bị nhầm và nó dễ dàng nước, chúng ta viết thứ tự x trước y sau thì y nhân 4x bình sẽ viết thành là 4x bình phương y trừ đi tiếp tục y nhân y là gì? Y bình phương, như vậy nó sẽ ra là 2x y bình phương, đúng rồi, giỏi lắm. Trừ y mũ 3, đúng chưa nào? À, và như vậy bây giờ chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy cái anh này. Đấy, mấy cái anh này nó giảm được hết chỗ này này, chúng ta giảm được hết, kết quả cuối cùng chỉ bằng gì thôi, cuối cùng chúng ta chỉ thấy là nó bằng tám x mũ 3 trừ đi y mũ 3, và như vậy chúng ta cũng có kết quả, đúng chưa? Rất đơn giản. Và bây giờ chúng ta xem lại lời trình bày, xem lại trình bày nha. Cách thứ nhất này, áp dụng hàm đẳng thức. Rồi, cách thứ hai, thực hiện phép tính quy tắc nhân đa thức với đa thức. Các em, nếu các em thuộc về hàm đẳng thức nhớ thì các em sẽ làm ngắn hơn, đúng không nào? Nhưng nếu chúng ta không thuộc, chúng ta cứ dùng quy tắc nhân đa thức với đa thức. Chả vấn đề gì phải sợ, vẫn làm bình thường. Ở đây thầy để màu đỏ để các em nhìn thấy nó giống nhau ở giả nước, và màu xanh cũng giống nhau ở giả nước, đúng chưa? Mạnh dạn lên, tự tin lên. Thầy không bắt các em phải làm hoàn toàn giống như thầy. Các thấy có thể giải theo cách một nếu như em nào thuộc hàm đẳng thức đáng nhớ. Rồi. Thế nếu không thuộc thì chúng ta nhân là bình thường. Nhưng mà tất nhiên là với điều kiện là phải thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức. Chứ nếu như trong tay chúng ta không có một cái gì hết thì chúng ta cũng sẽ không thể làm được. Đó. Rồi, chưa hết đâu nha. Còn cách giải thứ ba, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc nhân đa thức viết dưới dạng khác. Viết dạng khác. Chúng ta sẽ viết cái dòng mà nó nhiều hơn lên phía trên và dòng ít hơn chúng ta sẽ viết ở phía dưới. Biểu thức y đa thức viết đấy, xong chúng ta nhân, chúng ta nhân sau đó cộng lại cũng ra kết quả. Nên để các em hình dung ra thì thầy nó trình bày bằng viết tay nha. Viết tay. Chúng ta sẽ viết cái anh bậc cao hơn là trên, nó nhiều hơn là trên, 4xy bình phương cộng 2xy y bình phương. Xong ở phía dưới chúng ta sẽ viết là 2x trừ y, không chưa? Rồi, xong chúng ta nhân ở giữa. Chúng ta sẽ thực hiện cái phép nhân
nhân từ trái qua phải đây này, nhân ngược lên trên, nhìn thấy chỉ nha, y. Đấy. Sau đó nhân xong rồi thì ở dòng dưới ta nhân cái này tiếp. Ở đây là thứ tự nó để lũy thừa giảm dần của y, tăng dần của y, cho nên nhân rất là dễ. Đó nha. Đấy, ta sẽ nhân như sau. Trừ y nhân y mình sẽ là bao nhiêu? Trừ y mũ 3, đúng không? Phải không? Tiếp tục 2x y nhân với trừ y thì là gì ạ? Trừ 2x y bình phương, đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp tục 4x bình nhân với trừ y thì là gì ạ? Trừ 4x bình y. Đấy. Thế bây giờ ở dòng dưới thì chúng ta lại viết nó lệch sang trái, viết sang lệch sang trái. Dòng dưới chúng ta sẽ viết là chữ giá. Ok. Này ạ. À, là chữ trái. À, 2x nhân với y thì là gì ạ? Cộng 2x y bình. Đúng rồi. Tiếp tục. À, 2x nhân với 2x y thì sẽ ra là gì ạ? Cộng 4x bình y. Rồi. Lấy 2x nhân với 4x bình thì sẽ ra là 8x mũ 3, đúng chưa nào? Rồi, thế là chúng ta gạch ngang một cái nhé. Gạch ngang. Rồi, chúng ta cộng lại. Thế x mũ 8x mũ 3 trên có không? Không có. Thế thì ở dưới sẽ là gì? 8x mũ 3, đúng rồi. Tiếp tục, trừ 4x bình phương. Y này, ở dưới là trừ 4x bình phương. Hết. Cuối cùng đây. Trừ 4x y này bình này, 4x bình y này, rồi là cộng này, hai cái này hết, đúng không? Hai cái này hết, hai cái này mình còn gì đây? Trừ y mũ 3, đúng không? Như vậy chỗ này sẽ là gì đây? Trừ y mũ 3. Và thế là xong. Được chưa? Rồi, rồi lắm. Có gì đâu. Đấy, để thế là xin bày đánh, bằng đánh máy. Như vậy là với ví dụ thứ nhất, chúng ta đã làm quen với việc là một ví dụ mà áp dụng dài bằng ba cách khác nhau. Tùy tùy sở trường của từng em mà em sử dụng. Thầy luôn không bắt em phải làm giống hệt thầy. Khi thầy bắt các em mà làm giống hệt thầy thì thực ra thì các em không bao giờ sáng tạo được. Đấy. Cái sau này tùy sở trường mỗi em nó phát huy. Nhưng tại sao đây thầy đã phải giới thiệu nhiều cách, giới thiệu nhiều cách? Đấy. Chính là các em rèn luyện kỹ năng phát triển tư duy theo từng hướng khác nhau. Hướng này thì làm thế này, hướng này thế này, thế này. Có nhỉ? Rồi, đấy là ví dụ phần một. Để thực hiện phép nhân đa thức với đa thức. Phần tiếp theo sẽ là phép chia đa thức. Thì việc chia như thế nào thì chúng ta sẽ xem xong. Nếu các em có cái gì chưa hiểu thì xin mời comment ở phía dưới, thầy nó sẽ giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.